xong bà gân hết từng người lên, mắt trợn lên, xong rồi nghiến răng kèn kẹt hết, xong rồi bảo chứ chồng ơi, xong nói tự nhiên đổi giọng, tự nhiên nói thành một người khác luôn, tự nhiên nói cái giọng bảo là miền Trung ấy, xong bảo là chúng mày nghĩ chúng mày có thể giết được tao, những gì chúng mày làm chỉ làm cho tao yếu đi thôi. Nhưng sau đó tao càng ngày tao càng mạnh và tao càng muốn giết chúng mày. Để nói đứa nào cản đường tao, tao giết. Và cái câu tao giết là nghiến cái răng nghiến lợi nhìn khiếp lắm. Xong rồi lúc đấy mình nhá, mình ngoảnh ra mình trợn mắt nhìn đơ luôn, tay vẫn còn cầm cái hũ cho cốt đấy. Và thầy ngoảnh ra, thầy đang liệm nghiệm cái gì, thầy đang bắt đầu liệm liệm thì bắt đầu cái vãi đấy lao thẳng vào thầy, lao thẳng vào thầy, túm cổ thầy như này này. Và cái thầy đang liệm mà tay thầy còn đang có cái chồng hạt, nhưng mà các bạn biết thế nào, tự nhiên mà rõ ràng là túm cổ thầy nhá, thầy đang liệm như này và cái chồng hạt tự nhiên bị đứt cả cổ, cả cổ lẫn cả tay, tự nhiên đứt tan cái chồng hạt luôn. Và cái bà đấy bà lao vào và túm cổ cả thầy luôn, mà bà cứ trợn ngược mắt lên mà thầy vẫn phải cố gắng tập trung, thế là thầy lúc đấy vẫn cố gắng tập trung để thầy đọc liệm chú lại bi. Và lúc đấy mọi người hoảng loạn quá, chạy hết vào trong tam bảo, Loan cũng sợ quá Loan chạy vào trong tam bảo. Và cái hũ cho đấy Loan cũng vẫn cứ cầm vào tay như này, nó cứ run run như này. Sau nó sợ quá nó đặt luôn cả dưới cái kệ mõ, cái mà để gõ mõ ấy, nó đặt luôn cái hũ cho cốt, mà cái hũ cho cốt nó chỉ bằng cái này này, to lên một tí thôi. Nó đặt luôn cái hũ cho cốt đấy vào cái chỗ bể máy gõ mõ ấy. Sau Loan vừa chạy vào, Loan vừa kêu là bảo là nó đặt vừa đặt nó bảo là thế thầy ra xem thầy ngoài kia bị sao ấy, có vãi bị ma nhập, thì nó nói như thế và mọi người cùng kêu. Thì cái thầy người Lâm Định ấy, thầy mới chạy ra, thầy mới vô vàng vàng, thầy cầm bùa thầy chạy ra, thầy dí thẳng vào trán cứ án ma ly băm hồng, xong rồi đọc cái gì chú tại bi gì mình không biết nữa. Và xong rồi thầy còn quát to gọi đệ tử là mang hết roi dâu ra đây, thầy quát. Thế là roi dâu thầy đã chuẩn bị trước đó là 9 cái roi dâu rồi đấy, ngâm ở trong cái nước kiểu như người ta nói hơi bệnh thì đi nước tiểu. Và sau đó thầy nôi hết roi dâu ra, cụt mà cụt cảm giác cụt hết sức có thể. Mà các bạn biết như nào không ạ, người cái vãi đấy mặc áo hay áo đi chùa ấy, mà thò ra chỗ nào là vụt cho là hằn tới bến luôn, và tay tiếc là hằn hết, rất là khủng khiếp. Và cho đến khi cái người cho vượt vụt cho đến khi mà gãy đến 9 cái roi dâu mà đến nỗi bà đấy, và đến khi bà co giật và bà xỉu, cho đến khi bà tỉnh dậy, cho đến khi cái bà đấy bà bị tỉnh dậy thì bà hốt quá, bà chạy lao thẳng vào tam bảo và bà ngồi đấy bà cứ run cứ như này, bà sợ quá bà bị hoảng loạn mà phải vẩy nước phép rồi các thứ, rồi thầy làm lễ, rồi thầy phải đọc chú đại bi rất là lâu, đến tận một tiếng sau bắt đầu mới gọi người nhà vào đón. Sự việc đấy rất là khủng khiếp. Và thầy chủ trì đấy có nói với Loan rằng là thực sự là cái việc ngày hôm nay thầy nghĩ là vạn sự tùy duyên, và có lẽ là thầy không đủ pháp để có thể giúp con được, không đủ để giúp con được, chắc là có lẽ con phải đi tìm những thầy khác thôi. Thì lúc đấy Loan rất là buồn và Loan rất là sợ, thì Loan mới bảo là thầy ơi bây giờ thầy bảo con làm thế nào đây. Thực sự lúc đấy Loan vừa khóc, Loan vừa mếu máo, Loan vừa bảo thầy là bây giờ thầy bảo con làm thế nào, bây giờ hai thầy cúng mà có bị như thế, bị nó túm cổ như thế, thì bây giờ thầy bảo con làm như thế nào, bây con sống làm sao đấy. Vừa khóc vừa nói với thầy như thế, thì xong thầy bảo là bây giờ con phải mời được 9 thầy chủ trì 9 chùa cúng mở cửa địa ngục. Cúng mở cửa địa ngục là cúng cực kỳ to. Ai đã từng đi chùa hỏi các thầy thì biết là cúng mở cửa địa ngục là cúng cực kỳ to, các bạn biết không? Nó một trong những cái lễ cúng lập đàn to nhất trong cái lễ cúng luôn. Mà cúng mở cửa địa ngục thì lúc đấy thực sự là Loan bắt đầu nó mới tâm sự với chị Lan Anh. Là chị Lan Anh với bà nhà bà Hùng Tuyết ấy có một cái chùa riêng đấy. Thì Loan mới định nhờ chị Lan Anh nói với cả bà là để liên hệ để cúng, tìm 9 thầy để cúng mở cửa địa ngục ấy. Thì đúng hôm thì về hẹn gặp bà Hùng Tuyết ấy, thì các bạn biết sao? Đúng hôm về thì bà bị gãy tay. Đúng hôm về thì bà bị gãy tay và bà ấy nhập viện. Bà mổ. Thì Loan phải ra viện, Loan qua viện Loan thăm bà ấy. Thì hôm đấy Loan qua viện Loan thăm bà ấy thì các bạn biết sao ạ? Lúc vào đấy thăm bà ấy nhá, khi mà vừa vào đến cái bệnh viện Đa khoa Rạch Đá Mê Linh Hà Nội ấy, thì vừa đến vào sảnh của bệnh viện thì nó đã linh cảm có một cái gì đó như ánh mắt của ai đó đang nhìn trộm mình. Được phản lại ở những cái cửa gương ấy. Thì Loan mới dừng lại, Loan cầm tay chị Lan Anh, chị bảo khoan, mình bảo chị là khoan đã. Chị đợi em một tí. Loan nhắm mắt lại, Loan cảm nhận. Loan linh cảm thôi là như kiểu ai đó đang theo dõi mình. Thì nó không nghĩ gì cả. Đến khi đi vào thăm bà Hồng Tuyết xong thì bà đã mổ được bó rồi, bó bồi các thứ, tay như bà bị bó như thế này này, bó như thế này này.
bên như thế này này. Thì xong rồi bà cũng bảo là bây giờ tao bị như thế này thì bây giờ tao cũng không cứu mày được. Bây giờ tao tay chân tao như thế này, tao cũng không thể làm lễ cho mày được và cũng không liên hệ được các thầy, bởi vì các thầy bảo là tận hết tháng này ấy, thì mới gặp được thầy, tức là tháng 7 cô hồn ấy. Thì xong rồi Loan bảo là à không phải tháng 7. Tháng 6. Chỉ biết lâu rồi. Thế xong rồi các bạn biết như nào ạ? Kết quả là khi mà Loan thăm bà Hồng Tuyết xong thì không sao. Đến lúc Loan đi ra khỏi bệnh viện, Loan ra đến sảnh chính ở cái chỗ ngoài là cái đài phun nước của cái bệnh viện Đa khoa Thạch Đá ấy, thì bất ngờ là sao? Loan lên một cái cơn đau tim, Loan rất là đau. Và cái lúc mà Loan đi ra thì Loan tự nhiên Loan dở hơi dở hồn nào, Loan ấy đưa cho chị Lan Anh cầm cái túi sách của Loan, bởi vì túi sách của Loan là có bùa của các thầy cho, của chú Ngọc cho, của thầy chùa cho. Thì Loan cầm bùa nó trong người là nó không bị gì cả, cũng không bị ma nhập. Thế nhưng mà cứ không có bùa là y rằng có chuyện. Thì lúc đấy tự nhiên Loan đưa cho chị Lan Anh cầm túi sách của Loan, thì chị Lan Anh cầm túi sách thì đúng đấy, chị Lan Anh Loan bị lên cơn đau tim ấy, nó rất là đau, nó cứ nắm chặt vào đây Loan đau. Sao chị ơi em đau quá, em đau lắm. Thì chị bảo không sao đâu, cố lên em, cố lên em. Xong đúng lúc đấy thì tự nhiên Loan ngẩng lên thì Loan nhìn thấy cô gái đấy, lại nhìn thấy cô gái đấy đứng trước mặt Loan và cách Loan khoảng tầm 5m, 5-6m. Loan cứ không thể nào. Xong cứ không. Xong bởi vì thực sự cái cảm giác của Loan nó rất là hoảng loạn luôn. Và cô gái đấy lại tiếp tục lại tiến gần về phía Loan và Loan sợ quá, Loan chạy. Loan bỏ chạy. Thì Loan bỏ chạy về phía bệnh viện thì đúng lúc đấy cô gái đấy vẫn có thể đuổi theo được Loan và kéo Loan sành sạch luôn ấy. Kéo Loan và lôi Loan ném Loan thẳng vào ô tô. Ở sảnh của bệnh viện, cuối chỗ bệnh viện đấy là có những cái ô tô người ta họ ở trước cửa bệnh viện. Thì Loan bị cái cô gái đấy ném thẳng vào cái ô tô đấy, đập người hẳn vào cái ô tô đấy. Và có rất nhiều người ở bệnh viện Đa khoa Thạch Đá để chứng kiến là Loan bị nhưng mà không làm gì được. Và không ai nhìn thấy cái người đang hại Loan, chỉ biết là nếu Loan bị bóc cổ. Và Loan cố gắng cầm tay Loan kéo cái cô gái đấy ra, kéo cái tay cô gái ra thì càng kéo thì nó lại càng bóp chặt. Và lúc đấy Loan chỉ biết gào thét, nó bảo chị ơi cứu em với, chị Lan Anh ơi cứu em với, cứu tôi với, cứ cứu tôi với. Nhưng mà không ai làm gì được cả, mọi người chỉ được đứng nhìn thôi vì nhìn nó rất là đáng sợ. Thế chị lúc đấy chị Lan Anh mới sợ quá, chị Lan Anh mới chạy vào trong bệnh viện, chạy vào phòng của mẹ chồng chị ấy, là bà Hồng Tuyết ấy, để nói với bà rằng là Loan đang bị ma nhập ở ngoài chỗ trước cửa bệnh viện. Thì lúc đấy cô gái đấy liên tục bóc cổ Loan, liên tục ghì Loan xuống dưới, xong đó là hết bóc đè ở chỗ cái ô tô đấy, xong rồi ghì xuống dưới đất. Thì trong lúc ghì đấy thì cô gái đấy cứ nghiến răng nghiến lợi bảo là chúng mày định tìm người giết tao à, chúng mày định giết tao thêm một lần nữa à. Xong rồi cứ nói những cái lời rất là kinh khủng, rồi bảo là trả mạng cho tao. Xong rồi cứ hỏi cái người giết cô ấy là ai mà thực sự Loan không biết. Thì Loan lúc đấy Loan rất là hoảng loạn. Loan mới bảo là em không biết người đấy là ai cả, em không giết người, em không giết ai hết, em không giết chị. Cô gái đấy vẫn kiểu rất là trợn mắt lên, rất là đáng sợ ấy. Thì Loan vẫn gào thét, Loan bảo là em xin chị, em hứa là em sẽ tìm ra cái người đã giết chị là ai, chị đừng hành em nữa, em chết rồi thì không ai giúp được chị đâu. Loan nói như vậy. Và em hứa là em sẽ tìm được người đã giết chị, em hứa. Loan nói câu nói đấy thì bắt đầu cô gái đấy mới thả tay ra rồi biến mất. Và lúc đấy Loan xỉu luôn, Loan không biết gì. Chỉ biết là người Loan lúc đấy trong cái trạng thái là đang như kiểu đang bị lao xuống vực, bị co giật. Và sau đó là chỉ nghe mọi người kể lại là mọi người bế Loan vào trong phòng cấp cứu để cấp cứu. Và Loan trong tình trạng co giật, nhịp tim của Loan cứ loạn lên cả lên. Bác sĩ còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra và dùng những máy người ta gọi là máy kích, rồi máy đo điện tim, rồi các loại máy để hỗ trợ cho việc cấp cứu ấy. Và chỉ biết là lúc đấy khi mà Loan tỉnh dậy, Loan đang trong tình trạng hoảng loạn, bác sĩ vây quanh rất là nhiều. Sau đó là Loan giật hết tất cả những cái thiết bị mà đang gắn trên người Loan, Loan giật hết ra. Loan giật hết ra, Loan vứt, xong rồi Loan đang bị hoảng loạn ấy. Loan vẫn, trong mồm Loan vẫn lẩm bẩm, Loan bảo là tránh ra tôi ra, tôi không giết người, cứ vò đầu vuốt tai, cứ tôi không giết người, tôi không hại ai hết đấy, cứ nói như vậy. Và bên cạnh này bà Hồng Tuyết, bà đang đọc chú đại bi, bà cứ bảo mày là ai, mày ở đâu, mày tên gì đấy, bà vẫn cứ đọc chú đại bi. Thì Loan ngoảnh ra, Loan nhận ra đấy là bà Hồng Tuyết. Loan khẳng định là lúc đấy không hề có ma nào nhập vào Loan hết. Và lúc đấy Loan vẫn trong tình trạng hoảng loạn, nhưng Loan vẫn ý thức được rằng là Loan không hề bị ma nhập.
Sau đó Loan mới cầm vào cổ tay của bà Hồng Tuyết, Loan bảo là bà ơi, con đây mà, con Loan đây mà, không có ma nào nhập trong người con hết, nó đi rồi. Đấy, Loan vẫn nói như thế. Và sau đó là gia đình, và sau đó là bệnh viện mới liên hệ với người nhà của Loan là chồng Loan, gọi chồng của Loan ra là bảo là Loan đã bị hoảng loạn như thế đấy. Thì chồng Loan ra thì mọi thứ cũng qua rồi, thế nhưng mà Loan vẫn bị hoảng loạn. Và hôm đấy là Loan xin phép là Loan phải về chùa Loan ngủ, Loan phải về chùa, về Tam Bảo chùa nhà bà Hồng Tuyết để Loan ngủ. Đêm đó Loan ngủ ở nhà bà Hồng Tuyết thì Loan cũng bị làm sao. Và suốt trong cái quãng thời gian đấy là Loan phải ngủ, suốt ngày ngủ ở chùa vật vờ thôi. Và cho đến khi là Loan tìm, Loan nhờ được một số thầy chùa Quán Trứ, rồi một số thầy khác nữa liên hệ được là 9 thầy bảo lập lễ lập đàn cúng 7 ngày 7 đêm cho Loan, cúng mở cửa địa ngục đấy, 7 ngày 7 đêm đấy. Và đến khi cúng xong thì toàn bộ những cái vết bầm ở trên người Loan trong cái khoảng thời gian mà Loan bị, thỉnh thoảng là cứ bị xuất hiện những cái vết bầm, 9 vết bầm ở hai bên tay này này, đầy hai bên tay, ai theo dõi Facebook của Loan này sẽ thấy. Và khi mà cúng xong mở cửa địa ngục, 9 thầy chủ trì 9 nơi là cộng cả 9 thầy đấy vào, nó rơi vào thời điểm đấy là rơi vào tầm khoảng 20 thầy đấy, tầm 20 thầy nếu tính cả 9 thầy đấy là tổng cộng 20 thầy rồi nhá. Và sau khi cúng xong thì Loan thấy sức khỏe của Loan ổn định hơn, thoải mái hơn, không ma đấy, không mơ thấy ma quỷ nữa, và cũng không nhìn thấy ma nữa, không bị quỷ ám nữa. Và sau đó là tiếp tục là Loan đi xem lại mấy cái thầy mà Loan xem ấy, thì thực sự là tất cả mọi người đều nói rằng là Loan khỏi rồi. Tức là ba thầy đều bảo rằng là Loan hết quỷ ám rồi, hết vong nhập rồi, rồi Loan có thể yên tâm đi thành phố Hồ Chí Minh. Thế cho nên là khi mà người ta phán là Loan hết quỷ nhập rồi thì Loan mới tin rằng là Loan đã hết bị ma vong theo. Cho nên là lúc đấy Loan mới đồng ý đi vào thành phố Hồ Chí Minh. Thứ nhất là Loan vào đấy là một phần Loan đi làm từ thiện ở chùa ở Vĩnh Long, với một phần nữa là Loan đi vào trong đấy để mà Loan tiến hành một cái ca đại phẫu thuật liên quan đến cơ xương ở bác sĩ Dr. Trí trong thành phố Hồ Chí Minh. Thế nhưng mà bởi vì trước đó ấy, Loan đã nhận được cái gói quà tặng voucher, đó là tặng một cái ca đại phẫu của bên thẩm mỹ Dr. Trí. Loan tặng từ rất là lâu rồi nhưng mà Loan vẫn bảo là Loan suy nghĩ và Loan chưa quyết định phẫu thuật. Mai đến khi bác sĩ sắp lịch mổ cho Loan thì Loan lại bị xảy ra chuyện với tâm linh ý. Thì đúng thời điểm là khi mà Loan trước, Loan cả tưởng là chưa khỏi rồi thì Loan mới quyết định là cùng với Ngô Thủy Tiên đi vào trong đấy. Và Loan muốn xem Tiên phẫu thuật trước. Nếu Tiên phẫu thuật ổn rồi thì Loan mới phẫu thuật. Và đấy là Tiên phẫu thuật lấy mỡ má ở trong bác sĩ Dr. Trí. Và sau khi phẫu thuật xong, Tiên phẫu thuật an toàn xong thì bắt đầu Loan mới chính thức phẫu thuật. Và khi mà Loan phẫu thuật, cái ca phẫu thuật đấy nó là phẫu thuật gây mê, tỉnh dậy là phẫu thuật xong hết rồi. Nhưng các bạn có biết điều gì xảy ra không? Trong quá trình đại phẫu của Loan thì bác sĩ tiến sĩ Dr. Trí phẫu thuật cho Loan ấy thì có bị gãy mũi khoan. Thì tất nhiên lúc đấy Loan hôn mê thì Loan không thể biết được rồi. Chỉ có đến khi mà Loan tỉnh dậy về sau thì bác sĩ Dr. Trí mới nói rằng là bị gãy mũi khoan à. Bác sĩ chưa bao giờ gặp trường hợp nào phẫu thuật đại phẫu mà bị gãy mũi khoan cả. Vậy mà phẫu thuật cho Loan bị gãy mũi khoan. Đấy, bác sĩ đấy rất là sợ. Thế nhưng mà ca phẫu thuật vẫn diễn ra tốt đẹp. Nhưng các bạn có biết không? Khi mà Loan tỉnh dậy là lúc đấy Loan đang ở phòng hồi sức. Và phòng hồi sức đấy thì chỉ có duy nhất hai người. Đó là Loan với một bệnh nhân nữa trong tình trạng đang hôn mê. Còn Loan là Loan tỉnh. Thì Loan tỉnh không có một bác sĩ nào gọi là chung quanh cả. Không có một bác sĩ nào vây quanh Loan hết. Thì Loan lúc đấy là đó, Loan rất là choáng váng, Loan rất là mệt. Thì Loan cứ kêu, Loan gào, Loan bảo là có ai không, cứ có ai không, tôi chóng mặt quá. Thế nhưng mà không hiểu sao cái bệnh viện đấy là cái bệnh viện gì Hưng ấy nhỉ, bệnh viện quốc tế gì Hưng ấy nhỉ, thôi bỏ qua đi, cái bệnh viện đấy nó không nhớ tên, bệnh viện Đông Hưng hay gì Hưng ấy. Thế nhưng đấy là một bệnh viện quốc tế 4 sao nhưng mà phục vụ rất là kém. Khi mà ai lại để cho bệnh nhân một mình vật vờ như thế, mà khi mà bệnh nhân gọi thì không một y tá nào đến hết. Thế là Loan một mình Loan cứ gọi hoài là không ai đến. Đến lúc mà Loan choáng quá, Loan bấu vào cái lọ, cái máy đo điện tim ấy, đến nó giật đứt cả cái dây đo điện tim luôn. Xong rồi bị tuột cả cái dây truyền dịch ấy. Thế xong rồi Loan mới choáng váng, Loan nôn. Choáng váng mà Loan nôn ra rất nhiều máu, thật sự là Loan nôn ra cực kỳ nhiều máu tươi luôn. Bãi máu, toàn máu ở giường rồi đầy dưới nền đất, nó nôn rất là nhiều máu. Cả mũi cả mồm nôn bừa ra. Trong lúc nôn thì Loan cảm giác Loan đấy, người Loan lạnh toát và Loan rất là bị co giật. Thì trong lúc co giật như vậy thì Loan có
mơ mơ màng màng như vậy thì Loan có nhìn thấy cô gái đấy. Loan lại tiếp tục nhìn thấy cô gái đấy. Mẹ ơi. Thôi con. Tóc này tím, tím ơi là tím, hồng ơi là hồng. Đây là tóc giả con. Dạ. Và trong lúc Loan hôn mê như thế thì Loan lại nhìn thấy cô gái đấy và vẫn cái mái tóc nhơm nhở đó, vẫn gương mặt ấy, vẫn áo sơ mi trắng, vẫn vẫn tóc đen và vẫn quần đen, vẫn đi chân đất, ánh mắt giận dữ và nghiến răng nói với Loan rằng là đây mới chỉ là sự bắt đầu thôi. Tao không cho mày chết dễ dàng vậy đâu. Và những cái lời ba la gì ấy, thực sự rất là kinh khủng. Và sau đó Loan xỉu luôn. Thực sự là cho đến khi Loan tỉnh dậy, sáng hôm sau Loan trốn viện. Nói thật với các bạn là Loan trốn viện. Vừa mổ đại phẫu tối hôm trước mà sáng mà chiều hôm sau trốn viện đấy các bạn. Loan trốn viện là bởi vì sao? Loan linh cảm như là nếu như Loan không về một cái chùa nào có thầy pháp cao tay thì Loan sẽ chết. Tức là Loan có một cái linh cảm như thế. Khi mà Loan ngủ, Loan giật mình, Loan cảm giác như là cô gái đấy sẽ muốn giết Loan vậy. Loan rất là kinh khủng mà Loan sợ. Cho nên ngay hôm đấy là Loan đã trốn viện. Loan trốn viện về tận Vĩnh Long ấy. Mà các bạn biết đấy, từ thành phố Hồ Chí Minh về tận thành phố Vĩnh Long Long là tận 3 tiếng. Mà lúc đấy Loan trốn viện thì bác sĩ Dr. Trí không cho trốn viện. Bác sĩ Dr. Trí nói rằng là con vừa mới mổ đại phẫu xong, con có tưởng tượng rằng là mổ đại phẫu ấy, gọt xương ấy, nó nguy hiểm như thế nào không? Mà con vừa mổ tối hôm trước mà bây giờ con đòi là con đi đi chùa thì ai mà đồng ý được, trong con đi một quãng đường xa như thế. Mình vẫn bảo là con sống hay chết kệ con. Nên bác sĩ Dr. Trí rất là giận. Bác sĩ Dr. Trí bảo Loan là nếu như con đã quyết như thế, con phải ký một cái giấy là nếu như con xảy ra cái chuyện gì liên quan đến tính mạng thì bên bệnh viện Dr. Trí sẽ không chịu trách nhiệm. Loan đồng ý, Loan ký và Loan không cần ngần ngại. Khi bên bác sĩ Dr. Trí vừa đưa cho cái tờ giấy biên bản cam kết đấy, vừa đưa cho xong, nhưng Loan thề với các bạn Loan không thèm đọc nội dung. Nói thẳng với các bạn lúc đấy Loan không thèm đọc nội dung. Không thèm đọc nội dung luôn. Tức là Loan không thèm đọc nội dung mà Loan ký luôn, không suy nghĩ gì cả. Thì các bạn biết rồi đấy. Và đến khi mà Loan về Vĩnh Long ấy, các bạn biết không? Khi mà Loan về thành phố Vĩnh Long ấy, gặp thầy chủ trì chùa Vĩnh Long, thì thực sự thầy nhìn Loan thầy rất là xót. Bởi vì lúc đấy ấy, các bạn biết không, trong cái lúc mà về chỗ Vĩnh Long thực sự xót cái quãng đó, nôn xuất nôn ra máu tươi. Các bạn nhìn có clip nó lắp lên, nôn rất nhiều ra máu tươi luôn. Thời điểm này nôn ra máu tươi chưa phải là nôn ra máu đen đâu. Thì khi gặp thầy chùa Vĩnh Long ấy, thầy rất là có tâm, thầy rất là nhiệt tình. Thầy đã làm sẵn những cái lễ để chuẩn bị cúng cho Loan. Bởi vì sao? Chị gái Loan ấy, cái chị chơi cùng Loan là chị Phạm, chị Thu Hà ấy. Chị bay từ Hà Nội vào tận thành phố Vĩnh Long, về thành phố Hồ Chí Minh, xong bắt taxi về tận thành phố Vĩnh Long để gặp thầy chủ trì chùa Vĩnh Long để cầu xin thầy giúp Loan, cứu Loan. Và khi thầy làm lễ cứu Loan, thầy đã phải mời một thầy khác ở chùa Khơ Me. Thầy ở chùa Khơ Me đã từng ở bên Thái Lan, học biện đạo bên Thái Lan về. Và thầy chùa Khơ Me là một thầy cực kỳ nổi tiếng, là chuyên về bắt ma quỷ ở trong đấy, rất nổi tiếng ở khu vực trong đấy. Và thầy là người làm lễ cho Loan để cứu Loan. Khi làm lễ cho Loan thì lúc đấy ấy, thầy còn nói với Loan rằng là thầy còn đưa cho Loan một lọ dầu, lọ dầu toàn chữ Thái Lan thôi. Thì thầy nói là thầy đã làm lễ rồi, thầy bảo Loan là không phải có một vong theo đâu mà rất là nhiều vong theo. Đấy, thầy nói với Loan như thế, nhưng thầy nói là thầy đã giải quyết xong rồi. Và Loan chỉ cần xoa cái dầu đấy của thầy trong một tuần là hết hoàn toàn. Thì Loan vẫn là tin, rất là tin tưởng. Sau khi mà gặp thầy đấy xong, và Loan tiếp tục là thầy ở Vĩnh Long ấy nói rằng là con vừa mới xuất viện, con phải con chưa được xuất viện mà con trốn viện, con về đây con chữa cái chuyện về bệnh tâm như thế này là thầy không yên tâm, cho nên là bây giờ thầy sẽ bắt taxi cho con về thành phố Hồ Chí Minh để điều trị tiếp. Thế là lúc đấy ấy, thầy ở chùa Vĩnh Long ấy mới sắp xếp một cái taxi cho Loan để mà sắp xếp cho Loan về thành phố Hồ Chí Minh. Thì toàn bộ cái số cái khi mà Loan đi trên đường, Loan đi về thành phố Hồ Chí Minh thì Loan đã chứng kiến hai vụ tai nạn chết tươi. Một vụ là đang đi thì cái vụ đấy tai nạn cách Loan khoảng tầm 10 mét, sau đó là đi qua. Tiếp theo Loan đi được một đoạn nữa khoảng 5-6 cây, lại có một vụ tai nạn thứ hai chết tươi trước đầu xe của Loan. Nhưng mà may quá là bị cái xe đấy là đâm vào cái xe đằng trước,
và bị máu me be bét nát cái đầu. Còn xe của mình thì cách cái người bị ngã xuống tai nạn đấy khoảng tầm đúng 2 mét, đúng 2 mét luôn, và nhìn rất là sợ và rất là kinh. Nó sợ quá là mới gọi luôn cho chị Hà là: chị Hà ơi, em sợ lắm, em không biết là em có đi được đến về thành phố Hồ Chí Minh hay không, mà nãy giờ từ lúc đi đến giờ là nhìn thấy 2 vụ tai nạn chết tươi rồi. Thì chị Hà bảo Loan là: không sao đâu, em cứ ổn, em trấn an lại đi, em lấy dầu của thầy ra xoa đi, cái dầu mà thầy đã cúng cho Loan ấy. Thì Loan lấy dầu ra xoa, thì đến khi mà Loan về đến thành phố Hồ Chí Minh thì Loan đưa tiền cho taxi, thì taxi không lấy, taxi nói là có người trả tiền rồi, và chính chị Hà và thầy chủ trì ở chùa Vĩnh Măng là người đã trả tiền taxi để cho Loan và nói hết tiền taxi cho Loan đấy. Và về sau Loan mới biết rằng là thầy chủ trì chùa thầy Thích Phương Ngọc ấy, là thầy chủ trì chùa Vĩnh Long ấy, thầy rất là tốt. Về sau Loan mới biết rằng là thầy còn lẳng lặng lái xe đi theo taxi để nhìn Loan đi về được đúng đến thành phố Hồ Chí Minh, rồi bắt đầu thầy mới quay xe về. Thầy, các bạn thấy có thầy nào chủ trì nào mà lại nhiệt tình đến mức độ như vậy không? Thế là sợ trên đường Loan gặp chuyện, thầy còn đi xe lái ô tô cùng với chị Hà, là hai người chị Hà ngồi xe thầy và thầy lái ô tô để đi theo Loan, đi theo cái taxi của Loan về thành phố Hồ Chí Minh. Thấy Loan an toàn về nhà rồi, bắt đầu thầy mới lại đi taxi trở ngược về Vĩnh Long. Các bạn thử nghĩ đi, cả đi cả về Vĩnh Long là mất 6 tiếng cả đi cả về, còn nếu đi không là 3 tiếng. Các bạn thử nghĩ đi, có thầy chủ trì nào đấy mà lại tốt như vậy không? Và thầy Thích Phước Ngọc là một thầy rất là giỏi, rất là cao tay, và được hẳn chủ tịch nước tặng bằng khen cơ. Và thầy là một người vừa có tâm lại vừa có đức, và xây hẳn chạy trẻ mồ côi, dạy dỗ và lương nhờ cho 200 trẻ em mồ côi cơ đấy. Thầy rất là tốt. Và sau khi gặp thầy xong thì Loan lại đi gặp một số thầy khác nữa, là thầy thứ 23, rồi 24, rồi 25, rồi gặp cả cô bé Sóc ở quận 4. Và cô đấy khi mà cô cũng, kết quả là vẫn chưa hết các bạn ạ, kết quả là chưa hết. Bởi vì sao? Trong quãng thời gian Loan ở nhà chị luôn Ly Xuân Ly, Hot Girl trên vòng 3 ấy, Loan vẫn bị ma nhập vào người, vẫn bị bóc cổ, vẫn bị bầm tím. Thậm chí bạn Ngô Thủy Tiên là bạn thân của Loan còn suýt bị chị kia nhập vào cơ. Để luôn bạn Tiên, bạn của Loan sợ quá, hôm sau đặt vé máy bay về Hà Nội, không dám ở cùng Loan thành phố Hồ Chí Minh nữa. Và tiếp tục là Loan đi một số thầy ở trong đấy. Trước lúc mà Loan ra sân bay thì ngày hôm đấy Loan, tối hôm đấy là Loan đã đến cái thầy là cái cô bé Sóc ấy, ở quận 4. Thì cô vẫn áp được vong nhập vào người Loan, và các bạn có thể xem clip đấy, Loan cũng up hết lên đấy, các bạn cũng xem. Và vẫn mong vẫn chưa hết, vẫn nhập vào, vẫn gào thét, vẫn muốn giết người, vẫn thế nọ, vẫn thế kia. Để các bạn biết thì có những cái hiện tượng gì kỳ lạ xảy ra với Loan không? Kể là trong cái những quãng thời gian mà Loan, sau đó quay trở lại Loan đặt chị Him, thì chị Him vẫn bảo Loan là cái vong của Loan vẫn chưa hết, rồi vẫn chưa tan. Đấy, rất là kinh khủng. Chị Him còn bảo Loan là muốn cúng chị làm lễ để mà hết 55 triệu. Thực sự là lúc đấy Loan làm gì có tiền, vì Loan đi qua quá nhiều thầy rồi các bạn. Đi qua quá nhiều thầy rồi mà còn chẳng hết, thì các bạn thử nghĩ đi. Rồi đến khi Loan đi đến thầy thứ 27 cũng chẳng hết. Tức là đi 27 thầy rồi cũng không hết. Thầy nào cũng nói là khỏi 100%, thầy nào cũng kêu là khỏi. Thế nhưng mà tiêu tốn bao nhiêu tiền của xong cũng có hết đâu. Rồi cũng mở cửa địa ngục cũng thế, cũng tốn kém. Cộng vào lúc trước khi vào đến Sài Gòn cũng đến hơn 200 triệu rồi chứ ít đâu. Vì quá nhiều thầy rồi, cũng mở cái đường ngục chủ thầy, thầy chủ trì chính nơi đâu phải là ít tiền. Nói thật với các bạn như thế. Rồi kể cả cái sự việc mà Loan, cái lúc mà Loan còn nói thật với các bạn, Loan chữa nhà bà Cơ ấy, còn cả bà Tuyết Cơ cơ, còn một bà là bà Tuyết Cơ ở gần nhà Loan ấy. Là cái bà đấy nhá, còn đưa cho Loan những cái dấu, rồi đưa những cái phép, rồi đưa cho Loan cái hai chai rượu ấy, còn bảo Loan là xoa và xoa đầy người, vỗ đầy người sẽ không bị ma quỷ theo, rồi các kiểu là điểu ấy. Xong rồi kết quả là ma nó vẫn, nó lôi cái ra tận bầu Hoàn Kiếm đó. Và đến khi, các bạn biết không, đến khi tỉnh dậy nhá, cái hôm đấy Loan nhớ là Loan không cầm bùa bên Phật, Loan cầm bùa bên Pháp, là cái bùa của bà Tuyết Cơ ở Thạch Đà ấy. Cái bà ở Thạch Đà, bà Tuyết Cơ ấy, về Thạch Đà bên Ninh Hà Nội hỏi bà Tuyết Cơ thì ai cũng biết. Thì kết quả là Loan cầm dấu của bà Tuyết Cơ là 9 cái dấu, và cũng làm y những gì bà ấy bảo, rồi cũng vỗ rượu vào người, rồi cũng làm đủ các trò bà ấy nói. Nhưng kết quả là Loan vẫn bị ma nó lôi ra tận Hồ Hoàn Kiếm. Và khi tỉnh dậy là Loan trong tình trạng rất là hoảng loạn khi mà thấy Loan đang ở Hồ Hoàn Kiếm. Và cái anh Signo anh nói với Loan rằng là lúc Loan đến là Loan trong tình trạng
mặt mũi thì đờ đẫn và nói một cái giọng khác và giọng người miền Trung, và nói là đòi muốn đòi đi xích nô mấy vòng ấy. Đầu tiên là 3 vòng, xong đòi đi 3 hay 4 vòng gì nữa, gọi là tầm 6 hay 7 vòng ấy, xung quanh bờ Hồ Hoàn Kiếm. Và đến nó cứ ngủ hoài, đến khi anh ấy gọi dậy cũng không dậy. Mai đến khi chồng Loan gọi điện thoại, Loan giật mình, Loan tỉnh dậy là Loan gặp ác mộng, là trong cái lúc mà Loan bị ma nó dắt ra tận Hồ Hoàn Kiếm ở trong mà ngồi trên xích nô ấy. Thì là lúc đấy Loan tỉnh dậy là bởi vì Loan có gặp một cái cơn ác mộng là con gái của Loan bị cái con quỷ bị cái cô gái đấy là đẩy xuống ao dìm chết, nên là Loan sợ quá, Loan giật mình, Loan tỉnh dậy. Và lúc Loan tỉnh dậy là lúc đấy, đúng lúc đấy là chồng Loan gọi. Thì Loan nghe máy thì chồng Loan hỏi là Loan là em đang ở đâu, tại sao mà anh gọi cho em bao nhiêu cuộc không được, anh nóng ruột làm em biết không. Thì Loan cũng tỉnh dậy thì Loan mới biết là Loan đang chung quanh, Loan nhìn, Loan nhận ra Loan đang ở bờ hồ. Lúc đấy Loan rất là hoảng loạn, thì Loan mới bảo chồng Loan là anh ơi em đang ở bờ hồ. Thì Loan mới bảo với chồng Loan là anh ơi em đang ở bờ hồ, em rất là sợ. Bây giờ mình Loan rất là hoảng loạn. Thì chồng Loan bảo em bình tĩnh lại đi, bây giờ em có thể nhờ ai đó bắt taxi về nhà không. Thì Loan mới Loan rất là hoảng loạn, thật sự cầm cái điện thoại còn cứ cầm cứ như này này, muốn rơi luôn ấy. Thế xong rồi chồng của Loan ấy bảo Loan là đưa máy cho cái anh lái xích nô ấy. Thì Loan mới đưa điện thoại cho anh lái xích nô. Thì anh lái xích nô mới cầm điện thoại nói chuyện với chồng của Loan, thì cũng bảo là thôi cô ấy là cô như này như này, cô đi xích nô như này này, bây giờ cô tỉnh dậy thì cô không nhớ gì, cô nhiều bị ma nhập ấy. Xong rồi ông ấy cũng nói là có gì ông sẽ gọi taxi cho. Thế lúc đấy là tắt máy. Thì lúc đấy Loan rất là hoảng loạn, lúc đấy Loan trong tình trạng rất là hoảng loạn. Thực sự là lúc đấy Loan mới hỏi anh đấy là tại sao em lại ở đây, thế nọ thì kia cái đội trai. Thì anh mới kể lại qua đấy. Thì anh mới bảo là thì Loan rất là sợ, Loan cầm cái điện thoại còn run, Loan muốn mới tức là Loan muốn chụp ảnh mặt anh đấy và cái xích nô lại, để mà khi nào mà Loan bình tĩnh nhất, khi nào Loan bình tĩnh nhất, Loan muốn xem lại rằng đây có thực sự là sự thật hay không, hay là mình đang mơ. Thì lúc đấy Loan cầm điện thoại lên còn không chụp được, cầm lên để chụp được bởi vì tay của Loan run quá. Đến nỗi một nhóm người đi đường ở đấy quay ở rất là mấy một nhóm người đi đường rất là đông, thì có một cái anh ấy đi đường, anh ấy bảo để anh cầm anh chụp cho, anh cầm điện thoại của Loan anh chụp cái signal, chụp mặt cái anh lái signal đấy lại rồi đưa cho Loan, rồi Loan xin cả số cái anh signal đấy lại để nói rằng là bao giờ mà Loan hoàn toàn bình tĩnh và bình thường trở lại thì Loan sẽ gặp anh ấy vào ban ngày để hỏi lại toàn bộ câu chuyện. Và cho đến khi Loan sợ quá ấy, khi mà ở trên taxi, khi mà anh lái xin lỗi anh bắt được cho Loan cái taxi, thì Loan ngồi lên taxi. Từ đầu tiên Loan làm đó là Loan gọi cho mẹ chồng. Loan bảo mẹ chồng là mẹ ơi mẹ thử xem con cún đang ở đâu, xem nó có bị ngã xuống ao hay không. Thế là mẹ của Loan cũng sợ quá, mẹ Loan mới về gọi về nhà, thì là con cún nó vẫn đang chơi ở nhà ấy. Thì lúc đấy là do tức là Loan mơ với giấc mơ của hoảng loạn quá nên Loan tưởng là con gái Loan bị làm sao ấy. Thì mẹ Loan còn quát Loan bảo là nó có bị làm sao đâu, nó vẫn đang ở nhà đang chơi đây này, mày nói linh tinh cái gì đấy. Thì Loan mới tắt máy, Loan mới tắt máy đi, Loan không nghĩ gì nữa. Và lúc đấy Loan chỉ biết khóc thôi. Và chồng Loan gọi cho Loan thì Loan bảo em đang ở taxi, em đang về nhà rồi. Và vừa về đến nhà thì Loan ôm choàng lấy chồng Loan, Loan khóc. Loan bảo anh ơi bùa của em đâu, cứ anh ơi bùa của em đâu. Thì anh bảo là em dặn anh là bùa để dưới gối, thì bây giờ anh lấy hết bùa dưới gối đây rồi, đây bùa của em đây. Thì Loan mới cầm hết toàn bộ cái bùa ở bên Phật đấy ở trong tay, và vừa cầm vừa run, vừa đọc chú đại bi cho lo chồng Loan, đưa Loan về phòng, đưa về nhà. Xong rồi ôm Loan ngủ tối hôm đấy. Loan ngủ cũng là trong tình trạng tay Loan phải cầm bùa, nó thật với các bạn như vậy. Và lúc đấy là không trong quãng thời gian đấy xảy ra với Loan rất là khó khăn. Và chồng của Loan lúc đấy lúc nào ở bên cạnh Loan, thì lúc đấy Loan cứ nghĩ rằng là chồng Loan ấy sẽ không bao giờ rời bỏ Loan đâu, bởi vì Loan nghĩ rằng là khi mà mình bị như vậy, chồng mình vẫn bên cạnh như thế thì là một điều rất là đáng mừng. Thì Loan cứ nghĩ rằng là anh ấy sẽ không bao giờ rời bỏ Loan. Thực sự là Loan rất là vui. Thế nhưng ý, đến khi Loan đi ở thành phố Hồ Chí Minh về, à không, cái lúc mà thời điểm mà khi Loan quay lại, Loan hỏi lại cái anh xích nô, thì anh cũng kể với Loan rằng tóm tắt có qua ấy, anh bảo là bình thường anh ý like một cái người mà đi xích nô, anh đi rất nhiều mà khách nước ngoài rất là nhiều, bình thường anh ý like 2-3 người thì mới mệt. Vậy mà hôm đấy Loan chỉ có 47 cân thôi, mà anh ấy bảo đạp xích nô mà like Loan mà cảm giác lặng như là like 2-3 người ấy, toát hết cả mồ hôi lưng. Rồi anh ấy cũng kêu là Loan nói giọng tiếng, nói giọng người khác. Thế là Loan tỉnh táo, Loan nói giọng khác. Và cái lúc mà Loan bị ma dắt đấy thì Loan nói giọng khác như kiểu hoàn toàn là một người khác vậy. Và giọng là giọng miền Trung. Và rồi các bạn biết điều gì xảy ra không? Cái anh lái xích lô đấy, anh cũng bảo với Loan là
Loan bị yếu bóng vía và cũng nói với Loan là bây giờ đi gặp những cái thầy nào giỏi giỏi cao tay thì mới chữa được. Thế là Loan cũng phải, thế là cách đây 4 năm trước là Loan có công đức ở chùa Trung Hậu, chùa Trung học phổ thông ở chùa Tiền Phong Mê Linh Hà Nội, một cái bát hương cổ. Và đây, đây chính là cái bát hương mà Loan đã công đức ở chùa Trung Hậu. Như các bạn đã nhìn, 4 năm về trước Loan đã cái công đức cái bát hương cổ này. Và lý do tại sao Loan sở hữu cái bát hương cổ này là một cái điều nó rất là tâm linh. Là cách đây 4 năm trước, Loan đã trong cái giấc mơ, ba cái giấc mơ liên tiếp là Loan mơ, Loan gặp có một vị quan tặng cho Loan cái bát hương này và nói rằng là nếu như mà Loan sống tốt, cứu người giúp dân thì là Loan sẽ có tài có lộc phú quý sau này. Thế nhưng nếu như Loan làm việc ác thì sau này Loan sẽ bị kiểu như bị đày ấy, bị tội ấy, bị phạm ấy. Thế cho nên là khi mà Loan mơ như thế suốt 3 lần mơ như thế, thì đến khi mà cho đến một ngày là vào một buổi chiều là tự nhiên Loan bị, không phải bị ai dắt ấy, ra bờ ruộng, cái ruộng nhà Loan ấy, ruộng bên nhà chồng ấy. Và cái ruộng đấy nó thật là Loan không biết làm ruộng, từ bé Loan không biết làm ruộng và rất ít khi Loan ra ngoài đường, ra ngoài đồng. Mặc dù lấy chồng thật đấy nhưng mà Loan ít khi phải sơ vào những cái việc ruộng nương lắm, bởi vì cứ đến mùa gặt ấy là Loan hay đưa tiền cho mẹ chồng thuê người ấy. Loan không, nên là nó không phải ra đồng gặt đâu, cũng lắm chỉ ở nhà phụ nấu cơm một bát lúa thôi, chứ cũng chẳng phải làm nhiều nhận gì về đồng ruộng cả. Thế mà hôm ấy tự nhiên nhá, như kiểu bị có người xui ấy dắt ra tận ngoài đồng, sau đó tự đào bằng tay, đào trong vô thức ấy, đào cái bát hương này lên, sau đó là đem về nhà tự đi mua một cái bàn chải rất là sạch, sẽ kỵ cọ cái bát hương này. Tức là mình cũng có thể ý thức được rằng là mình đang làm cái gì, nhưng không kiểm soát được là mình dừng lại mà cứ nhiều ai đó đang ép mình phải làm như vậy. Và khi sau khi kỵ cọ cái bát hương này sạch sẽ rồi thì Loan đem cái bát hương đấy để ở phản, sau đó cúng lấy âm thắp 9 nén hương. Xong thằng em và chồng Loan nó bảo Loan là chị Loan đấy, chị đang làm trò gì đấy. Nó vỗ Loan, lúc đấy Loan tỉnh lại thì Loan thấy là Loan đang là Loan không hiểu sao Loan đang đi cúng bái cái bát hương này như vậy. Thì Loan về Loan kể với mẹ chồng Loan thì mẹ chồng Loan bảo Loan là mày đừng có vớ vẩn, mày tự nhiên mày đi lôi cái bát hương giờ hơi đất hơi ở đâu về, mày có biết cái bát hương này đến mùa nước dâng ấy, đến mùa nước dâng thì là nó ngập và đến mùa nước cạn thì nó lại bị vùi dưới đất, thỉnh thoảng nó nhô lên một tí, có những năm nó không nhô lên thì nó hẳn nguyên khối như thế này ấy, tao còn vứt lươn vứt chạch vào đấy cơ, mày giờ mày đi vác nó về làm cái gì, vớ vẩn. Thế là mẹ chồng Loan còn chửi Loan như thế cơ. Thế nhưng mà Loan không hiểu sao nó bảo là mẹ ơi, con cảm giác như nó có liên quan đến tâm linh, bởi vì trong giấc mơ con đã từng mơ 3 lần liên tiếp một vị quan mặc áo màu đỏ đưa cho con như thế. Thế xong rồi Loan quyết định nó đi xem bói, thì Loan đi gặp một số thầy giỏi giỏi, thậm chí Loan đem cả về đền mẫu Hải Dương và đền mẫu Hưng Yên cơ mà. Thì Loan đi xem thì mọi người bảo với Loan rằng là cái bát hương này này liên quan đến tâm linh và nói rằng là Loan được ăn lộc, rồi kêu là nay mai Loan sẽ phải xem bói rồi phải làm đồng cô đồng cậu hay đại loại là làm về tâm linh ý, kiểu như vậy ý. Thế nhưng mà nghe cái đấy Loan rất là ghét, bởi vì các bạn biết sao, từ trước đến nay Loan không tin vào tâm linh nào, thực sự Loan không tin vào tâm linh nào. Thế tự nhiên lại bảo Loan phải đi thờ cái bát hương này sao Loan tin được. Thế lúc đấy Loan mới nghĩ ra một cách là Loan quyết định là Loan công đức, cho nên là Loan quyết định là Loan đầu tiên là Loan định công đức ở chùa đền Hai Bà Trưng cơ, Mê Linh Hà Nội cơ. Thế nhưng sau đó là Loan không công đức ở chùa Mê Linh Hai Bà Trưng nữa, mà Loan quyết định là Loan công đức ở chùa Trung Hậu Tiền Phong Mê Linh. Mà khi Loan công đức ở đấy, Loan đem cái bát hương này đến thì thầy chủ trì ở chùa Tiền Phong ấy, thầy nhìn cái bát hương này thầy còn phải bảo là còn phải thốt lên, thầy bảo là cái bát hương này thật là đẹp, thầy còn sờ hết lên cả những cái phần chạm nổi của cái bát hương này, và thầy cũng làm lễ cúng các thứ, thầy cũng nhận bát hương này. Và suốt 4 năm đấy là Loan cũng chẳng có quay lại chùa. Và cho đến khi mà Loan xảy ra vấn đề tâm linh vừa rồi là năm 2017 vừa rồi, thì Loan mới chính thức là quay trở lại cái chùa đấy. Thầy chủ trì chùa Trung Hậu chính là người thầy thứ 26 mà Loan gặp. Thì Loan cũng tâm sự với thầy cái vấn đề tâm linh mà Loan gặp phải là Loan bị quỷ ám rồi, bị thế nọ thế kia đấy. Thế nhưng mà thầy chủ trì chùa Trung Hậu mới nói thẳng với Loan là thầy không giúp được Loan. Thầy nói thẳng luôn là thầy không giúp Loan, và thầy nói là thầy sẽ giới thiệu cho Loan đến một thầy khác, đó là thầy chủ trì chùa gì, chùa Hàm Long hay là gì Long ấy, ở Bắc Linh. Thì thầy có nói với Loan là tốt nhất là Loan nên qua gặp cái thầy ở đấy. Thì khi Loan có một lời đề nghị là trước đây con có công đức một cái bát hương cổ ở đây, thì không biết thầy có nhận ra con không, con chính là cái người đã công đức cái bát hương cách đây 4 năm trước
vào cái băng cổ rồng chạm lột bằng ngọc. Thầy còn nhớ không ạ? Khi nó nói như thế câu đấy xong, thầy nhìn Loan chằng chằng luôn. Thầy nhìn Loan kiểu ánh mắt kiểu sững sờ ấy. Thế xong rồi Loan bảo là chắc là thầy không nhận ra con phải không? Tại vì lúc đấy nhìn con rất là khác và bây giờ nhìn con rất khác. Thế xong rồi thầy nhìn Loan một lúc, xong thầy thì ra con là cái cô gái mà cách đây 4 năm trước công đức bát hương này à, bát hương ở đây nhặt nhà ở đây đấy à? Con bảo vâng ạ. Thì hôm nay con muốn xem lại bát hương đấy để con muốn xem rằng là có một cái điểm báo gì không, bởi vì có những người nói với con là bát hương này có liên quan đến tâm linh. Thì khi nó nói như thế xong thì bất ngờ thầy nói một câu như thế này này, thầy bảo là con ạ, bây giờ thầy sẽ trả lại con cái bát hương mà con đã công đức. Thế Loan mới bảo là không không thầy ơi, con không đòi lại cái bát hương mà con chỉ muốn nhìn lại cái bát hương đấy thôi, chứ con không có ý gì cả. Nhưng thầy lặng lặng nhất định, thầy bảo tôi chờ cô rất là lâu rồi, 4 năm rồi. Bảo thầy nói là thầy muốn trả lại Loan, thầy nói luôn là cái này liên quan đến tâm linh và tôi muốn trả lại cho con à, cho cô cái bát hương này. Và thầy trả lại cho Loan cái bát hương cổ này và thầy không giữ nữa. Và sau khi Loan cầm bát hương đấy làm lễ trên ta bảo xong rồi Loan đem về nhà, thì các bạn biết điều gì xảy ra với Loan không? Loan có giấc mơ rất là kỳ lạ. Là khi cái bát hương này Loan để trên cái tủ kia, các bạn nhìn kìa, cái tủ kia nhá. Loan để cái bát hương này ở trên cái tủ đấy, đã để trên cái tủ đấy rồi mà không hiểu sao đêm ngủ thì Loan lại mơ một giấc mơ là có 5 con quỷ vây quanh Loan, cả cô gái nhà 6, có 5 con quỷ vây quanh Loan như muốn nhập vào Loan và như muốn hại Loan vậy. Thì những cái lúc mà những con quỷ để muốn nhập vào Loan thì không hiểu sao lúc đấy Loan ngủ mà Loan ôm cái bát hương đây này, Loan ngủ và Loan ôm cái bát hương như này đấy, Loan ngủ và Loan ôm cái bát hương rất là chặt. Và cái bát hương đấy nó tròi lên, nó lở lên rất là nhiều hoa sen trắng. Và ở giữa bát hương đó, trong những cái bông hoa sen trắng này tròi lên bông hoa sen hồng. Đấy là tình hình, nó là như thế. Và nó lở lên ra cái ánh sáng hào quang rất là đẹp. Và những con quỷ đấy muốn hại Loan là thì quỷ đỏ này, quỷ nhiều sừng này, rồi bộ xương trắng này, rồi con hổ trắng này, rồi nói chung là kể cả cái cô gái kia, nói chung là ba la loạn hết cả lên. Và lúc đấy thực sự là rất là kinh khủng, nhất là cái con quỷ đỏ ấy, nó còn đâm, nó còn dùng cái vật kiếm của nó đâm hẳn vào chân của Loan cơ mà. Các bạn biết không, nó đâm 2 nhát luôn. Bởi đến khi mà Loan giật mình, Loan tỉnh dậy, các bạn biết lúc đấy là mấy giờ? 12 giờ trưa. Tỉnh dậy đúng 12 giờ trưa. Và lúc đấy Loan lại đang ngủ và đang ôm cái bát hương này. Và rõ ràng là tối hôm trước là Loan để cái bát hương này ở trên cái tủ kia mà. Tại sao mà khi Loan tỉnh dậy là Loan lại đang ôm cái bát hương này? Và Loan nhìn đúng chân của Loan thì là bị hai cái vết tím bầm luôn, tương đương với 2 cái vết mà Loan đã bị đâm. Và trong quãng thời gian đó, Loan thường xuyên mơ những giấc mơ rất là khủng khiếp. Toàn mơ đến Phật báo con âm khóc thôi. Thực sự toàn mơ đến Phật báo con âm khóc thôi. Thì đúng cái thời điểm mà Loan đang rất là khủng hoảng tinh thần đấy, thì cái người thầy thứ 28 chính là thầy Lương Gia Long. Sau khi Loan đi thành phố Hồ Chí Minh về, thầy Lương Gia Long là người rất là nhiệt tình, liên hệ với Loan rất là lâu để gặp Loan, nhưng mà không gặp được. Cho đến khi thầy liên hệ gặp được Loan ấy, thì là thầy cho đệ tử về tận nhà, về chỗ Loan ở. Các bạn biết không, khi mà Loan gặp thầy thứ 27 xong, 26 thì 27 xong, thì là lúc cái thời điểm mà Loan biết được một cái tin rất là sốc. Lúc đầu Loan đâu có cho những cái chuyện của Loan lên Facebook đâu. Loan úp úp mà mở Loan cũng không dần nó. Nhưng mà cho đến khi mà tiền hết, cái gì cũng hết, làm ăn thì vỡ lỡ, trên vai gánh số lợ đến gần 1 tỷ, hơn 700 triệu. Loan hoàng cộng vào một số thứ là gần 1 tỷ. Vỡ lợ làm ăn thì đổ bể. Đúng cái thời điểm đấy thì mình vẫn nghĩ rằng là chồng mình vẫn yêu mình, vẫn thương mình, vẫn tốt với mình. Thế rồi các bạn biết điều gì xảy ra với tôi không? Thực sự trong những lúc mà tôi buồn nhất, tôi toàn nghĩ đến con gái thôi. Và lần nào tôi về với con gái tôi cũng chỉ được gặp vào ban ngày. Nếu có buổi tối gặp được một tí, xong tôi phải đi. Trong suốt khoảng thời gian mà khi mà tôi bị cơ hành, bị ma nhập, tôi không được ôm con gái tôi ngủ vào buổi tối. Bởi vì sao? Mẹ chồng tôi và chồng tôi sợ là tôi sẽ làm hại con gái tôi. Các bạn có hiểu cái cảm giác mà đứa con mình rứt ruột đẻ ra mà trong cái quãng thời gian đấy tôi không được ở cạnh con gái tôi. Trong suốt cái quãng thời gian đấy đối với tôi rất stress, tôi rất là căng thẳng bởi vì làm ăn thì đổ bể.
đi cách ly. Lần nào về thăm con cũng chỉ được gặp vào ban ngày, gặp rất là chốc nhá. Buổi tối thì cũng không được ở bên cạnh con. Thì lúc đấy, tôi nhớ cái thời điểm đấy thì tôi vẫn phải giấu và không cho mẹ ruột của tôi biết. Anh đi cho mẹ à. Mẹ ruột của tôi đấy, kể đến thời điểm hiện tại là mẹ tôi đang ở bên nước ngoài. Mẹ tôi ở Ả Rập. Trong suốt cái quãng thời gian từ khi tôi mới bị cho đến khi bị lặng nhất đấy, tôi bị lặng nhất là khoảng thời gian gần 2 tháng đấy, 2 tháng này. Thì trong cái khoảng thời gian đấy, các bạn có biết điều gì xảy ra với tôi không? Làm ăn thì vỡ lợ, mọi thứ đều quay lưng. Tất cả những cái bạn, người bạn mà mình đã từng giúp đỡ nó trước đây, nó quay lưng hết với mình. Không ai dám gặp mình, đi đến đâu cũng bị mọi người xua đuổi như sao chổi. Tiếp theo nữa là người thân của tôi, tất cả cô dì chú bác, nội ngoại thì đều là những người không tin về tâm linh. Họ đều nghĩ rằng là tôi bị điên. Không một lời hỏi thăm, không hỏi han, không hỏi han, không điện thoại, không inbox, không tin nhắn, không gì cả. Thậm chí đến anh ruột tôi và chị dâu của tôi cũng không được một lời hỏi han rằng là tôi bị như thế nào, ra là sao. Và các bạn biết sao không ạ? Trong cái quãng thời gian đấy với tôi rất là căng thẳng, rất là mệt mỏi. Thì đúng cái thời điểm đấy, chồng tôi đã dặn anh ấy rất là nhiều lần là khi tôi bị như thế thì đừng, thì mẹ tôi bị bệnh tim. Thì tôi bảo là dù có chuyện gì thì anh đừng nói với mẹ vì mẹ biết là mẹ sẽ bị sốc. Thế nhưng tôi không hiểu sao, đúng thời điểm đấy tôi gặp 27 thầy rồi. Tôi về, tôi vẫn nghĩ là chồng tôi vẫn ở bên cạnh tôi cơ. Nhưng đến khi mà tôi tâm sự với mẹ tôi bảo là mẹ ơi, con ổn, con không sao cả, con không sao hết. Con cũng may là bởi vì chồng con vẫn ở bên cạnh con, anh ấy thương con lắm. Thì bây giờ mẹ tôi mới nói cho tôi biết một sự thật. Mẹ tôi phải bật khóc. Mẹ tôi bật khóc. Mẹ tôi bảo là thằng Điệp nó không yêu mày như mày nghĩ đâu. Con ơi là con, nó không hề yêu mày như mày nghĩ đâu. Mày có biết tại sao 2 ngày qua mày không nhắc được với mẹ không? Bởi vì 2 hôm trước thằng Điệp nó nhắn tin điện thoại cho mẹ. Nó bảo nó có chuyện muốn nói với mẹ. Rồi nó nói rằng là nó muốn nói với mẹ một chuyện. Nó nói là mẹ không được nói với mày. Nó bảo nó đợi tháng 11 này, 2017 này, tháng 11 này mẹ về thì nó muốn thưa chuyện với mẹ. Đó là nó muốn ly hôn với con. Nó bảo là nó không thể ở được với con nữa, bởi vì suốt thời gian ở với con nó bị đau đầu, nó bị mắc bệnh đau đầu, nó bị căng thẳng. Thì mẹ tôi nói rằng là nó bảo là trong khoảng thời gian này con không thể bỏ nó được. Nó ở đây nói là nói đến tôi đấy. Con không thể bỏ nó được, con thì không thể ở với Loan được. Nhưng trong thời gian này con không thể bỏ nó được, bởi vì nếu như con bỏ nó sẽ bị sốc. Cho nên con đợi tháng 11 này mẹ về thì con xin thừa chuyện với mẹ là vợ chồng con không thể ở được với nhau nữa. Con không thể ở được với nó nữa. Thực sự là người mà tôi tin tưởng nhất, duy nhất lúc đó chỉ còn chồng tôi. Thì mẹ tôi nói với tôi những lời như vậy thực sự đối với tôi là một cú sốc rất là lớn. Lúc đấy tôi đã không khóc, vì tôi cố gắng gồng lên để cho mẹ thấy rằng là tôi đang rất là mạnh mẽ. Sau đó tôi nói với mẹ là mẹ ơi, bây giờ tạm thời không muốn nói chuyện với ai lúc này. Khi nào con ổn con sẽ gọi lại cho mẹ sau. Sau đó là tôi tắt máy. Khi mà tôi cúp máy xong được một lúc, tôi chỉ biết òa lên, tôi khóc. Tôi khóc là bởi vì tại sao trong lúc mà tôi bị xảy ra những vấn đề về tâm linh, tôi suy sụp nhất, tôi tuyệt vọng nhất, tôi cố gắng, tôi gồng mình vì con mà gồng mình vì anh ấy, thì anh ấy lại như vậy. Và tôi đã nhận ra được một điều rằng anh ấy không còn yêu tôi nữa. Đó là lý do anh ấy chỉ ở bên cạnh thỉnh thoảng những buổi tối bên cạnh tôi. Thỉnh thoảng những buổi tối bên cạnh tôi dù tôi ngủ thôi. Còn đâu ấy, khi tôi nhắc tôi đi gặp thầy nọ thầy kia, muốn anh ấy đi cùng, muốn anh ở bên cạnh tôi và muốn anh chứng kiến để anh hiểu tôi hơn, thì không bao giờ anh ấy đi cùng tôi.
thì tôi đã hiểu rằng là bởi vì tình cảm anh ấy dành cho tôi đã nhạt rồi. Tại sao anh ấy không bỏ tôi lúc tôi hy sinh tất cả vì anh ấy? Suốt 7 năm thanh xuân của tôi dành cho anh. Tại sao anh ấy không bỏ tôi cái lúc mà tôi hết lòng vực kinh tế lên và hết lòng vì anh, thậm chí đưa tiền cho anh để lo cho gia đình? Tại sao anh ấy không bỏ tôi lúc đó mà anh ấy lại bỏ tôi lúc cần anh ấy nhất? Thực sự lúc đó tôi rất là đau, tôi rất là tổn thương, tôi rất là tuyệt vọng. Tôi mới gọi điện thoại cho chồng tôi và tôi nói với anh là: anh à, nếu ở với em mà anh cảm thấy khổ như vậy, áp lực như vậy, tại sao anh không nói với em? Và em sẽ buông tay để cho anh có thể tìm được một người phù hợp với anh hơn. Khi tôi nói câu đó thì chồng tôi nói với tôi rằng là: em đừng nói gì nữa, bây em tập trung chữa bệnh đi, khỏi rồi tính sau. Sau đó là tôi tắt máy. Anh ấy nghĩ rằng là anh đang sai nên anh nhắn tin cho tôi một câu để trấn an tôi là: em ổn chứ, có gì thì về nhà đi, anh sẽ luôn ở bên cạnh em mà. Khi mà tôi nghe anh ấy nói câu nói đó thì tôi vẫn hy vọng rằng là anh sẽ vẫn ở bên cạnh tôi. Nhưng kết quả hôm sau khi tôi về, tôi đi gặp thầy thứ 26 về là chùa, hay à đâu, thầy 27 về. Các bạn biết thế nào không? Khi tôi về, anh nhìn tôi như một người xa lạ, nhìn tôi như một người vô hình, không chào hỏi, không gì, không hỏi thăm được một câu. Và thừa biết là lúc đấy tôi mặc áo cọc, hai cánh tay của tôi tím bầm, tím ngắt như thế nào, anh ấy cũng không hề hỏi han tôi một câu. Và tôi đã đủ hiểu là trong mắt anh, tôi đã không còn tồn tại. Lúc đó tôi chỉ biết hôn lên trán con gái tôi và nói một câu rằng: hãy chờ mẹ nhé, mẹ sẽ cố gắng vượt qua. Và rồi khi tôi sang đến Hà Nội, bạn tôi gọi cho tôi nói rằng là bây giờ tao có quen một thầy giỏi lắm, nên thầy bảo phải có tiền, phải mất khoảng tầm hơn 50 triệu nữa thì thầy mới giúp được. Mà thực sự nói thật với các bạn, lúc đấy tôi cũng chẳng còn tiền, tôi đường cùng rồi. Thời điểm đấy là tôi tốn kém cũng hơn 200 triệu rồi. Tôi đường cùng đến mức độ mà tôi tuyệt vọng. Tôi đứng giữa một cái vực, một là nhảy xuống vực, hai là gào thét cầu cứu thôi. Cho nên là lúc đấy tôi mới tung tất cả những chuyện của tôi lên Facebook.